cần bán nhà xây mới 4 tầng, có hướng chính là hướng đông nam và diện tích ở trên sổ đỏ là 30m², nằm tại vị trí là tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một cái vị trí rất là gần, ngay bên cạnh khu công viên âm nhạc, công viên Đô Nghĩa, và bán kính xung quanh 500m quanh ngôi nhà thì sẽ có đầy đủ tất cả các tiện ích từ công viên, trường học, siêu thị, ủy ban nhân dân phường và những cái hệ thống dịch vụ kèm theo. Đấy, hiện tại là tôi đã đứng ở phía trước của ngôi nhà rồi đây. Mọi người có thể là nhìn thấy luôn là cái ngõ ở trước nhà là rộng 3m và ngôi nhà có vị trí cách với đường ô tô đi là chỉ khoảng tầm 100m thôi. Ngõ rất là rộng, đường rất là thông. Với thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đấy. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.800.000.000 đồng. Bên công ty là sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ngôi nhà để cho mọi người có thể là nắm bắt và hình dung được rõ hơn. Thứ nhất là mọi người có thể nhìn thấy đây là cái hệ thống mặt tiền của ngôi nhà đây. Toàn bộ đều được chúng tôi ốp bằng đá granite hết. Cửa chính của ngôi nhà sử dụng là cửa hai lớp. Phía bên ngoài là sử dụng là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, còn phía bên trong sử dụng là cửa nhôm kính. Tiếp theo đây mời mọi người tham quan ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 1 thì là sẽ bao gồm là một phòng bếp, một khu vực để xe và một nhà vệ sinh phụ. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian của tầng 1 đây. Với cái diện tích 30m² đã được kiến trúc sư của chúng tôi là tính toán bố trí các phòng rất là hợp lý, cho nên là diện tích của các phòng là sẽ đáp ứng đủ tất cả các điều kiện, các nhu cầu để cho khách hàng có thể sử dụng. Đây là khu vực bếp. Tủ bếp thiết kế dạng chữ L. Toàn bộ tủ bếp là được thiết kế sử dụng vật liệu là chất liệu là bằng gỗ acrylic chống cong vênh mối mọt. Toàn bộ hệ thống vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng chất liệu inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn những cái ô để mọi người là có thể là đặt tủ lạnh, đặt bếp từ và hút mùi. Đấy, thiết kế rất là rộng. Mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ của cái không gian tầng 1 từ phía bên trong ra đây. Thiết kế là cực kỳ hợp lý. Hệ thống gạch đan nền là sử dụng là gạch granite kích thước 60-60, hàng loại 1. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led, đèn chiếu sáng là đều đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Ở phía tầng 1 thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh, đã được lắp sẵn hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước cho toàn bộ ngôi nhà đây, cũng đã được ốp gạch 30-60. Sử dụng cửa nhà vệ sinh là bằng cửa nhôm kính. Thế và phía bên ngoài đây là khu vực để xe và khu vực để giày đây. Thiết kế rất là rộng, rất là vuông vắn. Và đây là khu vực cầu thang để đi lên trên phía tầng 2. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang được sử dụng là bằng gỗ nêm Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là sử dụng là đá granite nguyên khối. Ở phía bên trên tầng 2 thì sẽ được chúng tôi thiết kế là theo phong cách là lệch tầng. Đấy, sẽ có một phòng khách và một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là cái khu vực phòng khách của ngôi nhà cũng như là phòng sinh hoạt chung đây. Được ngăn cách với ô cầu thang là bởi cái hệ thống tay vịn và lan can bằng gỗ này. Đây mọi người có thể là nhìn thấy luôn, đây là toàn bộ cái không gian của cái phòng khách. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết tất cả hệ thống trần thạch cao, đèn led, đèn chiếu sáng cũng như là hệ thống gạch nát nền. Cũng đã thiết kế sẵn cho quý khách hàng những cái vị trí để chúng ta lắp cái điều hòa. Tiếp theo đây là mời mọi người vào tham quan phòng ngủ. Đây, phòng ngủ có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Cũng đã thiết kế sẵn hệ thống áp mát như là hệ thống ống chờ để lắp điều hòa. Đấy, hệ thống dây điện chờ để có thể là lắp quạt trần hoặc là lắp đèn. Sử dụng cửa thông phòng là cửa nhôm kính cao cấp. Diện tích của căn phòng này thì là rơi vào xấp xỉ là khoảng tầm 12m². Đấy, cho nên là quý khách hàng là có thể là kê giường, kê tủ và kê thêm cả bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc nhỏ cũng được, rất là hợp lý. Và đây là nhà vệ sinh của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống gạch ốp tường là sử dụng là gạch kích thước là
30x60, có hai tông màu chủ đạo là màu xám tối và màu sáng vân khói. Hãy đảm bảo là nhìn trong nhà vệ sinh rất là sang trọng. Chúng tôi sử dụng bồn cầu nền khối, lavabo, hệ thống sen vòi, sen tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống phụ kiện gương kính đều là hàng nhập khẩu hết. Trong nhà vệ sinh thì sẽ có sẵn hệ thống đèn trần cũng như là hệ thống ống nước để chờ sẵn để quý quý vị là có thể là lắp bình nóng lạnh. Gạch đan nền là sử dụng là gạch kích thước là 30x30 chống trơn. Đấy, nhà vệ sinh rất là đẹp, rất là rộng. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ ở phía bên trong đây. Đó, tất cả các phòng ngủ này đều đã được thiết kế là có sẵn cái hệ thống ống chờ để lắp điều hòa, cũng như là có hệ thống ô cửa sổ mở ra ngoài bên ban công hoặc là mở ra giếng trời để lấy ánh sáng và không khí cho căn phòng. Trong căn phòng rất là thoáng, diện tích thì là vô cùng hợp lý. Đây, phòng ngủ ở phía bên ngoài của tầng 3 cũng giống như tầng 2 thôi. Đấy. Thiết kế phòng rất là vuông vắn, rất là đẹp. Và đây là nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh của tầng 3 và tầng 2 là thiết kế là tương tự như nhau, đều được hoàn thiện xong hết rồi. Quý khách hàng có nhu cầu thì là chúng ta có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Tiếp theo đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng thờ, một sân phơi và một khu vực máy giặt. Đây là khu vực phòng thờ bên ngoài đây. Chúng ta cũng có thể là sử dụng là phòng thờ này là như một phòng ngủ luôn, bởi vì là chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn cái hệ thống ống chờ để quý khách hàng là có thể là lắp điều hòa luôn. Đấy. Đây là khu vực để máy giặt. Và đây là cái khu vực giếng trời đấy, dùng để cung cấp ánh sáng cho toàn bộ ô cầu thang này cũng như là toàn bộ ngôi nhà. Đấy, thiết kế cầu thang rất là rộng, rất là hợp lý. Và đây là khu vực sân phơi của ngôi nhà. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết hệ thống mái tôn cũng như là chuồng cọp, đảm bảo tính an toàn. Đấy, mọi người có thể là nhìn thấy khu vực xung quanh đây, khu vực dân cư ở rất là đông. Đấy. Tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này để cho mọi người có thể là nắm bắt được rõ hơn. Ngôi nhà có hướng chính là hướng đông nam, có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 30m², được thiết kế và xây dựng là 4 tầng, bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.800.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần tư vấn hoặc là xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.